đẻ ra ba bốn đứa nuôi lớn chứ nó bỏ nó đi hết. Thằng này nó nhiều khi cứ ngày cách ngày nó ảnh ra sao tắm là tắm, rồi nó nấu nước nóng cho mình. Bấm cô coi nghĩ con nó hơn con mình không? Trời bả, không ai nuôi. Mình gọi bà là gì? Má. Bà có bao nhiêu người con? Ba đứa gái, thằng trai. Đang sống với thằng này là con nuôi. Có hai mẹ con giờ sống với nhau đùm bọc. Còn mấy đứa gái thì nó bỏ tôi hết rồi cô ơi. Bán nhà đưa cho nó ăn hết rồi. Rồi nó theo chồng nó bỏ mình. Một năm nay chưa thấy cái mặt của nó làm sao. Nhiều khi mình thấy người ta có con, người ta nhờ mình á, nước mắt mình nó chảy ròng ròng nữa cô ơi. Nói xin lỗi chứ bây giờ tôi còn sống đây, không cho tôi ăn nữa, chết rồi cúng kiến mà không được. Chứ không con cái nhìn không mắc tâm. Giờ sống là không nuôi mình, chết nhìn làm gì. Có hai đứa cháu ngoại mà đỡ đông nhìn mình. Thấy cháu người ta ẩm mình cũng đỡ mình dồn nựng. Chứ còn cháu mình nó bỏ mình rồi nó không có cần mình nữa. Nếu nó mà nó không nhớ mình sao chịu nổi cô ơi. Nhiều khi tôi nằm đây tôi khóc á. Thằng này là nó ẩm mình đi tắm chứ. Mình ngồi trong nhà tắm mình khóc mà cô. Nó khóc chứ nó đâu có giận con gì. Khổ lắm cô ơi. Tôi nhờ nó mấy năm nay còn hơn con ruột. Con ruột tôi nó chưa ẩm tôi tắm đâu cô. Đẻ ra ba bốn đứa nuôi lớn chứ nó bỏ nó đi hết. Thằng này nó nhiều khi cứ ngày cách ngày nó ẩm ra sao tắm là tắm, rồi nó nấu nước nóng cho mình. Bấm cô coi nghĩ con nó hơn con mình không? Hồi nhỏ là em đi chơi con của bà đó, tụi em một bầy tụi em đi chơi chung vui lắm. Thì nhà bà ở quân tư á, bà có nhà có cửa đàng hoàng, nhà mặt tiền chứ không phải là bà nghèo khổ. Thì cái thằng bạn em á là con bà, là em kêu bằng anh không à, thì mới điện kêu em xuống là em đi ngang á, em thay tả giùm má giùm anh không có biết cái mặt cái này cho má. Sáng em đi á là 7 giờ em phải ghé, 2 giờ chiều em ghé, tối em phải là em ghé tiếp nữa, gần phi em đi về chuyến em ghé nữa, ngày 4 lần. Mới đầu á làm mình cũng gớm cũng ói, mấy cái đàn làm với quen rồi mình có hơi cại. Bả không có ai làm cho bả, giờ mình không làm ai làm cho bả, hôi thối quá làm sao mình chịu được. Chế nghĩ đi, chế sạch sẽ được, bả phải sạch sẽ chứ ngồi bả hôi mình sạch sao được. Cái thằng trai bà nuôi bà đó là chưa có bị kẹt, gửi tiền là nuôi không có đi bán vé số, bắt đầu không có gỡ nữa thì không có tiền. Bà uống thuốc cũng không có tiền, em cũng không có tiền, em mượn hết người này người kia 200.000 còn không có nữa. Em từ đó em đâu có thể nghề bán vé số, em thề em đi làm mướn cũng được chứ không cần bán vé số. Trời ơi, bán vé số ngày chế nghĩ 200 mấy 300 xong sao đủ sống. Bây giờ không bán lấy gì ăn, đi làm thì được rồi mà ai chăm bà, tiền đâu mướn người ta. Bà dĩa đá liệt uống cũng đốt, cái gì cũng đốt, ai chăm. Em nuôi bà 4 năm mấy năm nay rồi đó. Trời bà không ai nuôi. Người ta cũng như bà đã có con cái nuôi. Bà thì tình độ này phải đi bán đi số. Mình gọi bà là gì? Má. Thôi bà cũng như mẹ mình lo chứ.
vậy đó. Đó, nói chuyện với ai đâu, đâu có đi đâu được với bà đâu. Đi ra được là na ơi, na miết rồi, đi chợ cũng vậy nữa. Chưa được nửa tiếng nó nằm kêu miết. Nó ngủ đó đó. Rồi đó, tôi ra mặt đi, nó đái. Nó nằm đó, nó kêu, na ơi, má đái cái mà. Nó dậy, nó lấy cái bồ, nó đưa lại. Chưa được 10 phút là kêu, chưa được 10 tiểu cũng kêu, cái gì cũng kêu hết. Đút bô giờ cũng không có tiểu cũng kêu, không biết bị cái gì nữa. Có khi nào bà chị gọi như vậy là mục biết là anh vẫn đang ở đây cùng bà không? Nhiều khi bà sợ đi, đúng rồi, bà sợ. Cái xe đẩy này á, là người ta thấy thằng này nó đẩy, nó té. Nó té, nó cột chân sống. Rồi cái nó nằm là thương hết mấy tháng. Đúng rồi, bà ỉ đang đi bán á, bà bắt đầu ẩm về á, ẩm mà nặng quá, kêu cái cục nằm cũng tháng mấy nhà thương mổ á. Lúc đó không ai nuôi bà hết á, em gỡ bạn giữ giùm, trời ơi, mấy tháng sau em vừa đứng được là em chạy vô em chăm bà, gia đình em còn la em nữa đó, nói mày không lo thân mày. Nhiều khi em cũng bực bội em la bà, em nói đó, con nói má, con bệnh á, đó ai chăm con, đó ai lo, con đâu có gia đình con đâu nha. Má thì sướng rồi, con còn lo cho má, lỡ con mà có chết ai lo cho má, má phải dưỡng lão không? Tối ngày không ăn em cũng la. Bây giờ em đút cơm không chịu ăn, em hỏi chế bệnh ai chịu, em chịu chứ ai chịu. Em nói không ăn là em bỏ đi, em nói rồi, bà mới chịu ăn. Phải ăn, không chịu ăn cũng phải bắt buộc phải ăn. Ăn để mà sống, chứ em hỏi chị á, bà bệnh mình máu trong họng ọc ra nửa đi mới trời ơi, em chịu không được luôn. Em khóc em la hết cái lối sớm này luôn đó. Em điện hết người này người kia. Em điện mà không ai qua phụ em đưa bà đi nhà thương. Cái anh kế bên đây anh chết rồi, tội anh lắm. Anh muốn chở em đưa bà đi nhà thương giờ. Em đi cẩn không luôn á, em ẩm bà mà em cẩn không, lúc đó em mới mổ. Em ẩm không nổi mà em phải ẩm đó. Nó rát cái xương sống em luôn á. Bà bị xuất huyết bao tử á, uống thuốc nhiều quá đó, đó chết coi trên đầu nằm thuốc không. Cứ hai ba bữa trăm mấy tiền thuốc, hai ba bữa trăm mấy tiền thuốc. Ta là thương chứ. Thương nó còn hơn con ruột của mình. Bởi giờ tôi cũng nói sống chết bây giờ ta nhờ mày hả na ơi. Tôi nói má chết đó, ấy con về chị con ở đi. Nó cũng anh này anh nó có cô ơi. Mà tự nó thương tôi, nó giúp tôi đó chứ. Nó coi tôi như má nó. Nhà em là từ em không biết sao. Thấy bả, đổi bả. Em cũng hứa nhà là em nói là em không chăm bả nữa. Nói hứa vừa đứng lên bỏ đi luôn. Ở nhà chị em khóc luôn. Gia đình mà chị em ruột mà ai không thương em mình. Nói trời chị em, mình bệnh thì chị mình cũng ẩm bồng mình. Chị em biết vậy thôi, chị em cũng thấy tội bả, chị em kêu hòa cạn. Nói với bả chắc chuyện kiếp trước này.